Hello, kính chào mọi người. Chúc mọi người ngày mới tốt lành nha. Ngày hôm nay á, là cái ngày á, mà em á, không có xuống quay chiên mọi người ơi. Và đặc biệt hôm nay là em sẽ xuống nơi này. Nơi này á, có một vị rất là nổi tiếng mà suốt quá trình thời gian qua mọi người đều quan tâm theo dõi. Những năm trước á, rất là hot luôn, rất là nhiều người biết đến luôn. Và người đó là ai thì xin mời cô chú, anh chị, các bạn theo chân em đến nơi đó nha. Đẹp trai không phải khổ khổ mà cho người ta ghét mình chứ, đẹp trai xấu gì, thấy không? Xấu cũng dễ thương, nhiều bộ xấu cái dễ ghét hả? Chưa một hai ba, bây chưa giờ thầy dính chín là chưa thầy không mai mai thầy đấy, tụi con để cho chuẩn bị mình này. cũng đỡ, đỡ Không bị cho, tai gặp nạn. không cho Bổn sư Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tát Sa Phật Ca Vật Tô Là Tô Sa Ma Sa Phật Tát Sa. Thì hôm nay cũng có một số đồng chí công an thì yêu cầu các kênh YouTube đừng lấy những hình ảnh công an, có hiểu về ví dụ như tới những cái hình ảnh mà dù công an ví dụ như trực tiếp đến với thầy mà mình hỏi ý kiến họ có cho phép đăng hay không, và họ bận đồ đúng cái màu sắc của đó luôn thì mình được đăng, còn nó không cho thì mình có thể đừng lấy hình ảnh của các chiến sĩ ta làm việc. Tại nhiều công an á, thì nhiều khi là anh chàng là nhân viên công an thôi chứ không phải là trưởng công an, khi mà lấy hình ảnh lên cái bắt đầu công an nó bị phạt hoặc bị cách chức hoặc không cho làm việc. Thì cái lương công an có 3 triệu đến 5 triệu là cao, mà giờ 5 triệu 3 triệu nhiều khi về để nuôi vợ nuôi con mà mình làm vậy bị cách chức hoặc không làm. Thì thầy nói những cái người nào mà kênh, nhất là kênh gì để một lần chùa nghèo giờ chùa giàu của chi vậy, thì những cái nào mà có hình công an xóa giùm thầy, cái đó là công an yêu cầu. Còn mình không xóa thì họ làm việc thầy liên tục là khổ cho thầy, tối ngày lên công an hoài, thăm công an hoài. Ở hai là mình YouTube cũng bị mờ luôn, phải không? Giờ mình muốn khựng hoài hai bên, những hình ảnh chiến sĩ nào có chụp kỷ niệm ta bằng bằng đồ thường thì không sao, nhưng mà cái bằng cái đồ mà theo hành chính ta đang làm việc phường xã quận huyện, rồi các cái chiến sĩ công an thì khương thầy đi, rồi thầy tụi con cũng nói thầy cứ có đại tá không, rủi đại tá hiện sao mà thầy làm gì tôi làm được công an, nếu làm được thì thầy đi bắt cướp bắt trộm rồi, hết rồi. Ở như cái quán bar đi, cái bữa đó là một chiến sĩ mời thầy đi sinh nhật, nhưng mà lấy xe hàng rước thầy đến đó, rồi thầy vô thầy cũng gọi ủa thấy ông đông nhảy nhảy thì sợ, nó thầy ông còn đặt cái bàn ông vô ngồi đi rồi nhảy vậy ông đừng quan tâm, cứ uống nước trà đừng uống bia, thì thầy đâu uống bia rượu gì, uống xong cái đúng cái ngày đó ở quận Gò Vấp thì cái chỗ đó thầy chỉ quán bar đường Nguyễn gì lượng lượng gì đó, Cái đối nhân lượng, với cái nhân lớp test kêu bằng gì lớp 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 du gì đó. Đó. Cái thầy vô đâu ngồi được nửa tiếng tiếng, tự nhiên ập tới 50 công an thì mình đón thôi chứ không phải nhiều. Thì người ta ngày đó người ta kiểm là thường thường quán bar nào á, là theo thầy học kinh nghiệm là thường thường quán bar nào mới á, nó chỉ kiểm tra 3 lần đến 4 lần, mỗi lần nó phạt từ 3 triệu tỷ hơn nhiều. Thì nhưng mà nó có không phạt chủ không đâu, mà nó phạt luôn tất cả những người mà đi chơi, chỉ do là trường hợp bây giờ nè nó bán gì đá nè, nhiều loại đá đó, đá cục, đá trắng, đá bi, đẹp, đá bi, vô bi, rồi nhiều cái có nói chịu chơi những trò chơi mạo hiểm, rồi thêm những cái thuốc mà lắc lơ nữa, ồ sao bé không lắc gì đó, thuốc lắc khúc gì đó, ke ma tí gì đó. Dạ đúng rồi. Thì trách nhiệm của công an thì trúng cái ngày mà ta đi kiểm tra, thì người ta cũng lịch sự, người ta nói rất lịch sự, thì cứ ngồi đó đi đợi chút, ta có xe đầy đủ, người ta đưa về phường hết. Rồi để người ta có chút xíu chơi chút xíu chuyện thì thầy mình cũng lên xe rồi đến tới chỗ, thì họ chỉ có là thử nước tiểu mình, rồi họ lấy cái đồ họ đo đạc coi mình có bị, họ không nói rõ gì hết, nhưng mà thử mà thấy không có gì thì họ cho đi về liền chứ không có ở lâu. Mà nó đông quá, một cái quán này đó sinh nhật mười mấy người nên nó 300 người luôn chứ không phải ít đâu, thì số lượng quá đông nó sẽ nội mà đợi, mà còn có nhiều người chưa mất tiểu phải đợi cho tiểu đi rồi mà lấy nước tiểu được là mới thử. Nên trong thời gian nó đưa từng xe có mười mấy chỗ ngồi thì nó chia lần hai chiếc thì lần được có 30 người, 30 người thì nó khám tới chắc nghỉ nguyên tới sáng không mới xong, tại 300 người đâu phải hết, lực lượng quá đông.
Thì cái chương trình thì tất cả thì quán bar thì ta sợ là những cái trường hợp rồi mua dâm bán dâm, rồi trường hợp trai gái làm bậy làm bạc, thì thầy cũng nói thấy một số quán bar thầy nó có nhiều cái nó cũng làm lố, nhiều khi ta phục vụ thì cứ giả bộ hung cái là giữ rồi này kia rồi cùng giả bộ hãy hát hát làm cái những hình ảnh những hành động đó không đẹp, muốn gì thầy nói dễ thôi. Những cái quán mà người ta buôn bán cái đó đó bán nam nữ, thứ hai nữa mình muốn vệ sinh số điện thoại đi, xong quán bar mình xin được rồi mình hẹn mình vô khách sạn rồi ngon ngon mình chơi đi, hút gái sáng đi ai cấm đúng không? Đó khó khăn giữa hai người. Thì thầy nói giờ cái trường hợp vậy thì nó như thế nào? Nhưng giờ tự nhiên cái giáo hội cũng bắt chước đăng, rồi các cái tờ báo khác cũng đăng, tạm thầy giờ nổi lên hết. Giờ mình muốn ra đường mà cứ hằng này hỏi kia hỏi thầy trả lời như thế nào? Có nhiều cái phức tạp đó. Nó làm ảnh hưởng tới thứ nhất tinh thần việc tu, rồi kế tiếp nữa là cứ họ cứ nghĩ thầy là ăn chơi. Thầy đâu ở quán bar thầy làm gì có tiền được vô quán bar mà uống được ly nước vậy, nó đắt hơn chết sao vô. Bởi hai nữa trời ơi, cả đời người thầy lần đầu tiên mới vô cái quán mà đệ tử nó chở đại vô thì thầy mới vô, chứ thầy đâu có ơi vô mà có người nào vậy ta. Thì cái vấn đề nhiều cái vấn đề để thầy hỏi khó khăn, ví dụ như nhà sư đi, không lẽ giờ quán bar họ mời cũng phải đến, nhiều khi là quán bar vũ trường nhiều khi cái gặp nạn nhiều quá họ mời thầy để tụng kinh để cúng cho họ giải quan giải nghiệp, hoặc là nhiều khi ma quỷ nó quỷ phá quýnh lộn chữa lộn hàng ngày họ cũng mà ông chủ cũng mời qua đến quán bar để thầy tụng kinh cho đừng có bị xáo trộn bị quỷ ma rồi cúng cụ hồn cho nó ăn no nó không quậy phá xúi dục cho người này kia quýnh lộn, chứ thầy chùa nào mà cấm không cho tôi vô quán bar. Mà thầy quán bar ví dụ như vậy đến là có trường hợp mình phải quay hình ảnh thật, ví dụ thầy ôm gái thầy chơi gái thầy làm những cái chuyện gì ô uế đạo Phật thì cái đó mình gây những hình ảnh đó ra mình đưa cho giáo hội người ta làm việc, chứ mình đâu có giáo hội hình như cũng không được đăng mà người đời cũng được đăng, ví dụ bắt cái chuyện vấn đề là cấm không cho thầy đến đó thôi, còn mình đăng để cái chuyện đó thì mà ông thầy không có ai bao giờ thầy đến quán bar đâu, thầy nói bảo đảm nó mà không chở thầy đi thầy không biết, thầy biết mà đi quán bar thầy cũng không vô phải không? Kiểu như là thầy vô chổng là vô tình thôi phải không? Thì chở đi cái vô chổng rồi bắt đầu trong khi đó là công an ập vô kiểm tra kiểm tra quán đó, rồi xong rồi thầy bị mời về phường về quận gì đó ha. Thì cái đó thì kỹ ngẫu nhiên với cái đó đột xuất mình đến trúng cái ngày mà ta đi kiểm tra thì đợi đó thì có anh Tiến hơn Tiến à. Tại vì biết sao vô đợt đầu thầy chở lên đợt đầu nên là cổ ba chục người thầy ra rồi cái nhóm khác là lại chở tiếp chở tới sáng chở cho hết các khách đó không cho khách nào về hết, ta khám từ từ vậy là lẹ lúc đó tâm trạng thầy lên phường là như thế nào thầy có thể kể mọi người nghe sợ không? Ví dụ không có gì sợ, tại vì mình đi là thứ nhất là đệ tử nó mời sinh nhật mình tự tin, thứ hai mình vô mình uống nước trà uống nước lọc, mình đâu có uống rượu bia đâu mà khử cồn, mà thầy cũng đâu lái xe đâu mà hô độ cồn sẽ không cho lái xe. Kế tiếp nữa là ta mời thầy đàng hoàng họ chở thầy lại chứ đâu phải mục đích thầy đi chơi, mà xưa giờ thầy có đến quán bar nào chơi đâu. Rồi, nhưng mà theo đạo Phật nói thầy đừng có chơi nữa, tôi tăng cho ông sợ ông tới chơi. Hồi xưa tao có tới cái chỗ nào đâu mà chơi phải nhau mày, tao chơi bao nhiêu chỗ giờ mày không cho chơi nữa mày đồn. Nhưng mà theo đạo Phật là ví dụ như mà các sư thầy mà đến ba thì có tội gì không thầy? Nếu mà đến mục đích ví dụ như cúng kiến hay nhiều khi ông sư đó bị Phật tử nó cứ diêu vui vẻ đến nhà, ví dụ như anh em ba đâu chở đi ông thầy đó không biết, còn ông thầy đó mà tự nhiên người tu mà đến quán bar ví dụ như uống bia là cũng không được luôn, mà đến quán bar rồi mà ông lắc lư ha, ông vui chơi giải trí với một phụ nữ nào là có vấn đề, là cái đó mới là cái vấn đề phải bắt. Còn sư đó đến uống đàng hoàng mà ngày đó có người mời mà ông đó không biết, còn mục đích ông tự muốn đi chơi một mình thì cái đó là phải bắt liền. Thì trường hợp là ông sư là cấm uống rượu uống bia, cấm đi vũ trường quán bar, còn muốn coi ca nhạc những cái nhà hát á, người ta tổ chức là bản đồ trang nghiêm và chương trình nó làm rõ ràng, do nhà nước do một cơ quan nào đó tổ chức, ví dụ thầy chùa hường hường tổ chức.